Thủ tướng mới đắc cử Anh Keir Starmer hôm qua tuyên bố chính phủ mới thành lập của ông sẽ không theo đuổi chính sách của người tiền nhiệm là trục xuất những người xin tị nạn tại Anh đến Rwanda, chấm dứt chương trình này mà không có bất kỳ chuyến bay nào cất cánh tới quốc gia châu Phi. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 6 tháng 7, ông Keir Starmer khẳng định kế hoạch Rwanda đã chết và bị chôn vùi trước khi nó bắt đầu. Nó chưa bao giờ là một biện pháp ngăn chặn. Hãy nhìn vào những con số người di cư trong 6 tháng đầu năm nay. Đó là những con số kỷ lục. Bởi vậy, kế hoạch Rwanda chưa bao giờ có tác dụng ngăn chặn. Trước đó, hôm 15 tháng 5 vừa qua, chính phủ Anh ra thông báo khẳng định người nước ngoài không có quyền cư trú ở xứ sở sương mù sẽ bị trục xuất tới Rwanda trong vòng 7 đến 9 tuần. Dự kiến là ngày 23 tháng 7 tới, nếu đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak giành chiến thắng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh người di cư vượt eo biển Manser đến Anh ngày càng gia tăng. Tính từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, đã có gần 8.300 người vượt biển trên những chiếc thuyền nhỏ vào Anh, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, đây được coi là quyết định gây tranh cãi gay gắt do những trở ngại về pháp lý và bất đồng trong Quốc hội Anh về tính nhân đạo của nó. Lực lượng Hamas của Palestine đã tỏ rõ sự nhượng bộ lớn khi từ bỏ yêu cầu Israel phải ngừng bắn vĩnh viễn để chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ. Các bên đều khẳng định đây là một bước ngoặt, tiến bộ lớn để Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin theo 3 giai đoạn. Tuy nhiên, việc đàm phán vẫn đang diễn ra và các bên vẫn còn nhiều việc phải làm. Các nguồn tin từ Hamas vừa xác nhận, ngoài việc từ bỏ yêu cầu Israel ngừng bắn vĩnh viễn, Hamas cũng đồng ý với đề xuất đàm phán trả tự do cho các con tin, bao gồm cả binh sĩ và những người đàn ông khỏe mạnh, sớm hơn đề xuất ban đầu. Cụ thể là 16 ngày sau giai đoạn đầu tiên của dự thảo thỏa thuận ngừng bắn. Theo giới chức Palestine, điều này có thể giúp các bên sớm đạt được một thỏa thuận khung về ngừng bắn và trao đổi con tin, tù nhân. Trong khi phía Israel cũng cho rằng đang có một cơ hội ngừng bắn thực sự, song vẫn còn một số vấn đề cần thảo luận thêm. Dự kiến tuần tới, các bên gồm đại diện của Mỹ, Israel, Ai Cập, Qatar sẽ thảo luận về các yêu cầu của Hamas, về việc các nhà trung gian sẽ phải đảm bảo bằng văn bản về đề xuất ngừng bắn tạm thời, tăng cường viện trợ nhân đạo và về việc Israel phải rút quân ra khỏi các khu vực đông dân cư. Hôm qua, người dân Israel đã xuống đường gây áp lực, đòi chính phủ Israel phải nhanh chóng chấp nhận đề xuất ngừng bắn và đưa con tin về nhà sau khi Hamas đã thể hiện rõ sự nhượng bộ. Tuy nhiên, một số người dân Israel vẫn lo ngại Thủ tướng Netanyahu sẽ khó chấp nhận ngừng bắn vì những toan tính chính trị riêng của ông. Chúng tôi cần tất cả các con tin quay trở lại Israel và thỏa thuận phải đạt được. Tuy nhiên, chính phủ của ông Netanyahu sẽ không thể ký một thỏa thuận như vậy vì họ phụ thuộc vào các đảng cực hữu. Dù đàm phán ngừng bắn có tiến triển và Israel đang chịu sức ép lớn, song quá trình này có thể sẽ gặp thêm trở ngại khi một số nguồn tin cho rằng Israel đã đưa ra một số yêu cầu mới để các bên thảo luận vào tuần tới và quá trình đàm phán sẽ còn kéo dài. Và dù đang đàm phán ở giai đoạn nước rút, nhưng Israel và các nhóm vũ trang vẫn đang tăng cường các cuộc giao tranh. Trong 24 giờ qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích, tấn công vào các cơ sở dân sự ở Gaza, gồm bệnh viện, trường học và các trại tị nạn, gây ra thương vong lớn, với 29 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Quân đội Israel xác nhận vẫn tiếp tục các nhiệm vụ ở Rafah, khu vực đông dân cư giáp biên giới với Ai Cập. Trong khi đó, Hamas và nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad cũng đã tiến hành tấn công đáp trả lực lượng quân đội Israel ở một số nơi. Thông báo mới nhất từ thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông cho biết, một trận lốc xoáy mạnh xảy ra vào ngày 5 tháng 7 đã khiến 5 người thiệt mạng và 83 người bị thương. Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đưa ra vào chiều ngày 6 tháng 7, bị ảnh hưởng bởi rãnh cao và luồng không khí ấm ẩm phía tây nam rìa áp cao cận nhiệt đới đã dẫn đến thảm họa tự nhiên lốc xoáy đối lưu mạnh tại các huyện Đông Minh, Quyên Thành, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông vào chiều ngày 5 tháng 7, khiến 5 người thiệt mạng và 83 người bị thương. Kết quả xác minh sơ bộ cũng cho thấy 2.820 căn nhà bị hư hại, 60.900 mẫu đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và 48 đường dây điện bị hư hỏng. Sau khi thảm họa xảy ra, các thành phố và quận huyện ở Sơn Đông đã tiến hành công tác cứu trợ thiên tai toàn diện, tổ chức các chuyên gia y tế chữa trị cho những người bị thương và sơ tán những người bị ảnh hưởng, điều tra khắc phục sửa chữa khẩn cấp các ngôi nhà bị hư hỏng, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo và hướng dẫn người dân về một số biện pháp đề phòng nếu gặp lốc xoáy khi đang đi ngoài đường, ở nhà hoặc đang lái xe ô tô. Lũ lụt nghiêm trọng tiếp tục tàn phá bang Assam của Ấn Độ trong 2 ngày qua, trong bối cảnh nhiều khu vực ở bang này vẫn chìm sâu trong nước lũ. Kể từ tháng 6, bang Assam của Ấn Độ hứng chịu các trận mưa không ngớt, khiến nước sông Brahmaputra và các nhánh sông dâng cao, gây lũ lụt tại nhiều khu vực. Hiện nay, nhiều người dân không có thức ăn, nước uống và phải sống trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Chúng tôi mất hết đồ đạc, lũ đã cuốn đi hết. Chúng tôi đến đây mà chẳng mang được gì theo. Chúng tôi mua một tấm bạt để làm lều, giờ chúng tôi đang sống dưới tấm bạt này. Người, bò, dê, súc vật đều phải sống chung. Không có gì để ăn, không có nước để uống. Nước lũ là nước mặn, chúng tôi không thể uống được. Những người này đi chợ bằng thuyền nhưng cũng chẳng ai có tiền cả. Trong khi đó, ở bang Manipur, phía đông bắc Ấn Độ, người dân địa phương và tình nguyện viên đã xây dựng các con đập tạm thời để ngăn nước lũ. Giới chức Nepal hôm qua cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay, ít nhất 47 người đã thiệt mạng do lũ quét, lở đất và sét đánh tại nhiều khu vực của nước này, trong đó có thủ đô Kathmandu. Lũ lụt nghiêm trọng cũng đã làm ngập các đường phố, khiến nhà cửa và phương tiện chìm trong nước. Mưa lũ và lở đất vốn thường xuyên xảy ra tại Nepal trong mùa mưa từ giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 9, khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm ở quốc gia Nam Á này. Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, một trận mưa lớn kéo theo lở đất và lũ quét tại nước này cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người, trong khi 9 người khác thiệt mạng do bị sét đánh.